Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính Bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hai ngày cuối tháng 7, Blackpink, nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc, đã có chuyến lưu diễn tại Việt Nam. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình được chọn là nơi tổ chức hai đêm nhạc hội. Trong đó, đêm thứ nhất ngày 29 tháng 7 ước tính có 36.000 khán giả và đêm thứ hai có 31.000 người. IME, 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 công ty đứng sau tổ chức buổi biểu diễn của Blackpink tại Hà Nội cũng cho biết đã có tổng cộng 67.000 vé được phát hành cho hai đêm diễn. Giá vé sự kiện Blackpink tại Hà Nội lần này được nhận xét cao hơn so với mặt bằng chung khu vực, khi thấp nhất là 1,2 triệu đồng và cao nhất là 9,8 triệu đồng. Trung bình, giá vé concert Blackpink Hà Nội rơi vào khoảng 5 triệu đồng mỗi vé. Được biết, giá vé VIP tại concert tổ chức ở Đài Loan, Trung Quốc khoảng 7 triệu đồng. Tại Singapore hay Indonesia, hạng ghế VIP không vượt qua mức 7 triệu đồng. Trong khi ở Thái Lan vào tháng 1 vừa qua, giá vé chỉ dao động từ khoảng 800.000 đồng đến khoảng 6,4 triệu đồng tùy hạng ghế. Đến nay, Blackpink chưa công bố doanh thu cho tour diễn tại Hà Nội. Tuy nhiên, với mức giá vé trung bình 5 triệu đồng, 67.000 vé được phát hành và giả sử đã được bán hết, tạm tính, Blackpink đã thu về khoảng 335 tỷ đồng. Đây có thể chưa hẳn là đêm diễn có doanh thu cao nhất của Blackpink. Theo OKPOP, mỗi đêm diễn của Blackpink có thể thu về tới 10 triệu đô la Mỹ. Chẳng hạn tại Mexico City của Mexico, nhóm nhạc Hàn Quốc đã biểu diễn hai đêm diễn tại sân vận động Forosol, nơi có sức chứa 65.000 người. Tổng doanh thu của nhóm từ hai buổi biểu diễn là 19,4 triệu đô la Mỹ, tương đương 9.989 triệu đô la Mỹ mỗi đêm. Đây là buổi biểu diễn có doanh thu cao nhất của một nhóm trong lịch sử. Ngoài ra, doanh thu tạm tính trên cũng chưa trừ chi phí quảng cáo, thuê địa điểm tổ chức. Về chi phí thuê địa điểm, sân vận động quốc gia Mỹ Đình có sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi, thường xuyên là nơi tổ chức các sự kiện quy mô lớn, đơn cử như các live show của Mỹ Tâm, Sơn Tùng MTV, Hà Anh Tuấn. Đầu năm nay, theo tờ Thanh Niên, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã đề xuất các phương án cho thuê địa điểm trong đề án sử dụng và khai thác tài sản công trình các cấp thẩm quyền xem xét. Trong đó, khu liên hợp xin được đấu giá quyền thuê đối với các tài sản cho thuê như hệ thống bể bơi, các phòng phụ trợ và hạng mục khác không sử dụng hết công suất tại sân Mỹ Đình, cho thuê sân tennis với tiền thuê khởi điểm trên 100 triệu đồng, cho thuê sân tổ chức thi đấu, đá giao hữu các trận, giải bóng đá quốc tế, giải mời quốc tế với giá từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng một trận với các giải trong nước và các trận giao hữu trong nước có giá 120 triệu đồng một trận, cho thuê sân Mỹ Đình tổ chức các sự kiện ca nhạc, hội nghị khách hàng từ khoảng 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, các khung giá được niêm yết tại trụ sở khu liên hợp, đồng thời gửi thông báo công khai trên trang thông tin của đơn vị, trang thông tin điện tử về tài sản công của Bộ Tài chính, hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công. Như vậy, với bản giá trên, Blackpink có thể phải trả 1,4 tỷ đồng tới 2 tỷ đồng cho hai đêm diễn tại sân Mỹ Đình. Hiện tại, sau sự kiện, sân vận động Mỹ Đình đang trong quá trình tháo dỡ sân khấu, trả lại thảm cỏ cho sân. Một trong những thông tin đang thu hút sự chú ý nhất thời điểm hiện tại là việc nhóm nhạc nữ đình đám của Hàn Quốc Blackpink sẽ tổ chức hai buổi diễn concert ở Bonbin, Hà Nội. Theo tìm hiểu, Bonbin là chuyến lưu diễn toàn cầu thứ hai của Blackpink bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Dữ liệu của trang thống kê Touring Data cho hay nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đã bán được khoảng 904.247 vé trên toàn thế giới trong 40 đêm diễn. Tổng doanh thu khổng lồ mà bốn cô gái thu về lên đến 163,8 triệu đô la Mỹ, khoảng 3.853 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi đêm diễn, nhóm nhạc này thu về hơn 4 triệu đô la Mỹ, tương đương 100 tỷ đồng, với khoảng 22.600 khán giả. Các con số kể trên chưa bao gồm 24 đêm diễn chưa được thống kê. Đến với Việt Nam lần này, concert sẽ được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình với hai đêm diễn. Giá vé dao động từ 1,2 triệu đến 9,8 triệu đồng. Theo ước tính, Blackpink sẽ thu về khoảng 8 triệu đô la Mỹ, tương đương 200 tỷ đồng nếu diễn ở Mỹ Đình với điều kiện là vé phụ kiện sẽ được bán hết. Con số doanh thu 200 tỷ đồng chỉ với hai đêm diễn thậm chí chưa phải là con số kỷ lục của nhóm nhạc nữ đến từ xứ sở kim chi. Dù vậy, có thể nhận thấy mức thu khổng lồ này khi đặt lên bàn cân với doanh thu cả quý 1 2023 của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Theo thống kê, có trên 680 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam ghi nhận doanh thu 3 tháng đầu năm không quá 200 tỷ đồng. Có thể điểm tới một số cái tên nổi bật với độ nhận diện cao như Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng DIC Corp, doanh thu thuần đạt gần 197 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm 2023, giảm gần 62% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu từ kinh doanh bất động sản giảm đến 80% so với cùng kỳ, xuống còn 71,4 tỷ đồng, phải nhờ tới doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến gấp 7 lần. DIC Corp lãi trước thuế hơn 101 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Hay tại phát triển bất động sản Phát Đạt,
doanh thu quý 1 ghi nhận giảm mạnh 69% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 192 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu chuyển nhượng đất giảm gần 70%, xuống còn gần 189 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, Phát Đạt lãi ròng vỏn vẹn 22 tỷ đồng trong quý đầu năm, chưa bằng 1 phần 10 con số lợi nhuận quý 1 năm ngoái. Trong khi đó, bán tinh bột sắn cộng thêm kinh doanh giấy đế và vàng mã suốt 3 tháng. Công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái đạt mức doanh thu đạt hơn 185 tỷ đồng. Con số này đã tăng tới 87% so với cùng kỳ, khi đây là thời gian cao điểm trong sản xuất kinh doanh mặt bằng tinh bột sắn, cộng thêm mức giá bán lên cao kỷ lục. Tại doanh nghiệp nông nghiệp khác là Hoàng Anh Gia Lai Arico, doanh thu quý đầu năm 2023 đạt 127 tỷ đồng, sụt 41% so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí, doanh nghiệp này còn báo lỗ ròng hơn 100 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, tương ứng khoảng 5% kế hoạch lỗ 2.316 tỷ đồng đề ra trong năm nay. Mức 200 tỷ đồng còn gấp bằng lần doanh thu của nhiều cái tên khác trên sàn trong quý 1. Có thể kể tới như đầu tư IPA với doanh thu 64 tỷ đồng, đầu tư IPI với doanh thu 62 tỷ đồng, Yawan, IEG 61 tỷ đồng doanh thu, 577 với 14 tỷ đồng doanh thu, hay L14 với 31 tỷ đồng. Có thể thấy, hoạt động kinh doanh xuyên suốt 3 tháng, song mức thu về của hàng trăm doanh nghiệp chỉ bằng 1 phần 3 tới 1 phần 2 tiền thu trong hai đêm diễn của nhóm nhạc nữ xứ sở Kim Chi. Loạt công ty chứng khoán tầm trung cũng thua xa mức doanh thu 200 tỷ trong quý 1 như VDS 140 tỷ đồng, AVS 62 tỷ đồng, AGR 85 tỷ đồng, TCI 28 tỷ đồng, SBS 25 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.